Rồi chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo và hôm nay mình muốn giới thiệu tổng quan qua về cái à, trang store. hoangphucphoto Phúc Photo. Com Đó là một cái hệ thống mà mình thay đổi toàn bộ những cái sản phẩm về preset và khóa học của mình hồi trước á, thì mình gửi cho các bạn là học viên hoặc là những khách hàng của mình mua preset hoặc là mua khóa học á, thì mình gửi qua Google Drive nhưng mà thôi bây giờ thì mình làm cái hệ thống online luôn, coi như là số hóa luôn ha. Thì à, để Giới thiệu sơ qua một chút để anh em biết cách để em ta quản lý preset như nào, quản lý khóa học như thế nào Khóa học các bạn sẽ coi trực tiếp ở trên này luôn và không? không cần phải qua Google Drive nữa Ok ha, rồi để cho nó dễ thì ví dụ nếu các bạn mới lần đầu tới trang store hoangphucphoto.com và các bạn muốn mua sản phẩm ha à, Thì các bạn cũng có thể, đấy nó đơn giản như vậy thôi các bạn thích những cái bộ preset nào Thích những khóa học nào thì các bạn có thể click vô để chúng ta thêm vào giỏ hàng này Ha, ví dụ như là mình muốn lấy combo học color plan tới từ cơ bản tới nâng cao luôn mình thêm vào giỏ hàng này thì chúng ta có thể vào phần thanh toán ha và ở phần thanh toán này nếu như các bạn có sẵn một cái uh, uh, mã ưu đãi ha ví dụ các bạn quay số hoặc là một cái chương trình nào đó mà các bạn có các bạn có thể nhập vào đây hoặc là à, nếu đó à, thì 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 những cái chương trình như vậy thì à, ví dụ như là những khách hàng cũ á, thì mình mặc định mình sẽ à, có những cái mã ưu đãi dành riêng cho anh em để em ta có thể giảm giá về sau ha rồi thì để mua thì đơn giản lắm các bạn có thể nhập thông tin của bạn vào đây ha địa chỉ không cần nhập cũng được ha và nhớ nhấn vào cái đăng ký thư nhận thư thông báo từ chúng tôi bởi vì mình sẽ gửi những cái uh, thông báo update preset uh, update khóa học uh, qua cái email của các bạn ha và tất nhiên update đó là miễn phí thành ra các bạn nhớ tích vào đây để chúng ta có thể tải nhận thông tin để biết là ừ đã có phiên bản mới đã khắc phục lỗi các thứ thì các bạn có thể vô đó các bạn tải lại ha rồi ở đây thì các bạn sẽ tạo cái mật khẩu tài khoản của các bạn mặc định nó sẽ lấy cái email ha mặc định nó sẽ lấy email uh, và ở cái bên thanh toán này á, thì nó có bốn cái mã kiểu thanh toán ha thanh toán thủ công thì là chuyển khoản ngân hàng hoặc là quét mã Momo và có hai thanh toán tự động nữa là thanh toán Visa Master và ATM. Thì nếu như các bạn thanh toán bằng hai cái mục tự động này á thì mặc định khi các bạn nhấn thanh toán xong các bạn nhập thông tin uh, thanh toán xong á uh, và thanh toán thành công á thì cái sản phẩm nó sẽ tự động nó gửi vào tài khoản của các bạn luôn và các bạn không cần phải nhắn tin cho mình nữa. Còn nếu như các bạn chuyển khoản ngân hàng hoặc là Momo thì sau khi các bạn thanh toán nhớ nhắn tin cho mình nhé. Ở trên cái uh, trang thanh toán thì nó cũng sẽ hướng dẫn đầy đủ chi tiết thôi. Ví dụ như là chuyển khoản ngân hàng này. Bấm đặt hàng một cái ở uh, nhập tên số điện thoại à, ví dụ như vậy à, ví, ví dụ vậy rồi đặt hàng à... <laughs> cái email này thì mình đã có địa chỉ rồi cho nên mình có thể để để mình đại như vậy nha trường hợp mà cái tài khoản của bạn là đã có rồi thì nó sẽ thông báo là ở tài khoản là đã cái email này đã có tài khoản rồi thì các bạn nhớ đăng nhập vào sau đó các bạn thanh toán ha à, rồi ở đây thì nó sẽ có đấy hướng dẫn các bạn này thanh toán qua đâu thì nó qua đâu kiểu thế ha sau đó các bạn có thể uh, uh, bấm uh, nhắn tin cho mình hay nhắn tin cho mình để mình hỗ trợ mình gửi cho các bạn ha và sau khi thanh toán xong rồi các bạn có thể đăng nhập vô các bạn có thể vô trong phần tài khoản này uh, thoát ra này không phải tài khoản của mình. Đây các bạn sẽ đăng nhập tài khoản các bạn vô đây ha. Có email, có mật khẩu. Trường hợp nếu các bạn nhắn tin ở trên Fanpage của mình và các bạn mua hàng từ bên Fanpage thì mình sẽ tạo cái tài khoản này sẵn cho các bạn à, và sẽ có một cái email thông báo tài khoản của các bạn gửi về cái email của các bạn ha. Còn ở đây thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của mình rồi. Đó và đăng nhập. Nếu như trường hợp mà các bạn không nhớ cái cái mật khẩu của các bạn á, nếu trường hợp không nhớ mật khẩu, đây thì các bạn sẽ nhấn vô. À, quên mật khẩu hoặc là các bạn chưa có mật khẩu hay gì đó và nó thông báo là email đã có rồi và đó là email của bạn thì các bạn nhớ bấm vào quên mật khẩu này sau đó các bạn sẽ nhập email của các bạn vô đây ha à, đó Photoshop đó và bấm đặt lại mật khẩu thì nó sẽ tự động nó gửi một cái email có cái đường dẫn để cho các bạn có thể reset cái password của cái tài khoản của các bạn ha rồi sau khi các bạn đăng nhập đây các bạn đăng nhập vô thì nó sẽ có những cái phần quản lý cái sản phẩm mà các bạn đã mua ha có quản lý đơn hàng này quản lý ngày mấy là đã hoàn thành hay chưa là đơn hàng này bao gồm cái gì ha rồi tải xuống là những cái preset ha những cái preset đây các bạn chỉ đơn giản là click một cái nó tải về thôi và ở nút tải về thì mình có để sẵn là cái số phiên bản ha ví dụ như là phiên bản mới nhất bây giờ là 0921 thì nó sẽ là 0921 ha ví dụ đó rồi preset mình muốn tải đã click cái nó tự động nó tải về thôi không cần phải là gì ha rồi ví dụ khóa học Khóa học thì các bạn có thể coi trực tiếp ở trên uh, trang này luôn ha. Mình sẽ có những khóa học lên màu nâng cao, khóa Photoshop cơ bản là rung cơ bản ha. Ví dụ như các bạn muốn học khóa học Photoshop cơ bản, các bạn sẽ click vô cái khóa học Photoshop này ha. Ở đây nó có cái phần tiến trình khóa học nữa ha. Thì các bạn có thể click vô. Và sau đó các bạn sẽ có nguyên một list danh sách cái bài hạt, bài giảng ở trong cái khóa học này. Các bạn click vô ha và chúng ta sẽ có những cái nội dung bài học này. 1.1 giới thiệu tạo file các thứ rồi các bạn click vô này. Đó thì nó sẽ hiển thị cái video khóa học và các bạn chỉ việc click thôi thì tự động nó sẽ play. Cái chất lượng này nó sẽ là 1080 và nó sẽ không có bị lag giật gì đâu. Trường hợp nếu như bị lag giật hoặc là các bạn không lót được uh, quá lâu chẳng hạn như vậy thì hãy nhắn tin cho mình để mình hỗ trợ kiểm tra. Đó các bạn có thể thấy là mình uh, đi khá là nhanh này ha. Rồi ví dụ như là những bài học khác ha. Ví dụ các bạn muốn tải cái stock thì các bạn qua phần tài liệu này nó sẽ có cái link để cho các bạn tải link Google Drive và link này các bạn có thể tải cái stock bài tập để về ha. Đó, click vào đây, chọn tải xuống thôi Thì mặc định nó sẽ tải về cho các bạn Tương tự với những cái khóa học khác à, Ví dụ như là đây, tổng quát khoa học Tổng quát khoa học này à, Qua phần khoa học này Ví dụ khoa học uh, Lightroom đi Hoặc là khoa học lên màu nâng cao, kiểu như vậy ha Lên màu nâng cao này, đó Thì nó cũng có những cái uh, video Ví dụ tổng quan về lên màu này à, Cũng có phần uh, tài liệu này à, Thì các bạn có thể tải những cái stock uh, Những cái tài liệu đi kèm Của nguyên cái khóa học này bạn vào phần tài liệu nó sẽ tải xuống ha và ở đây thì chúng ta có thể coi được cái uh, video khoa học của chúng ta ngay ở trên online luôn thì nó đơn giản như vậy thôi cũng không có gì gọi là phức tạp lắm thì mình nghĩ là cũng khá là dễ hiểu đúng không? thì nếu như các bạn cần thêm bất cứ một cái thông tin gì hỗ trợ gì hãy nhắn tin ở trên fanpage của mình à, ngay nút này luôn thì nó cũng sẽ có cái nút tiếp uh, chat với lại fanpage mình thì mình trực uh, online facebook cả ngày thành ra là anh em nhắn tin thì mình sẽ trả lời ha thì mình hy vọng là video này sẽ hỗ trợ cho anh em cái cách để chúng ta có thể sử dụng cái website uh, store photo com nó hơi thay đổi một chút so với hồi trước là mình hay làm qua cái google drive mình gửi cho các bạn google drive tải xuống Tại vì gặp nhiều vấn đề là anh em ví dụ bị mất email chẳng hạn như vậy hoặc là những cái thông tin khác bị mất kiểu thế thì anh em nếu như trường hợp mà tài khoản email của bạn bị mất thì hãy nhắn tin với mình để mình đổi cái email của các bạn ha. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Hy vọng là đã có một số cái thông tin hỗ trợ được cho anh em. Bye bye, mình là Hoàng Phúc, Hoàng Photo. Ở phía này thì mình có video khác nhớ tham khảo nha. Bye bye.